người dân tại thành phố Thuận An cho biết, thùng container chứa máy sản xuất oxy từ thời điểm dịch bệnh đến nay vẫn đặt trên vỉa hè ở cổng 2 trung tâm y tế thành phố Thuận An trên đường 3 tháng 2. Việc này không những gây cản trở đến giao thông mà còn gây hư hỏng vật tư y tế. Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương cho biết, thời điểm chống dịch Covid-19 xảy ra tình trạng thiếu oxy để cấp cứu cho bệnh nhân, quỹ từ thiện Huỳnh Hằng Hữu của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng, hay còn gọi là ông Dũng Lò Vôi, đã hỗ trợ trạm sản xuất oxy này. Hiện trạm này do Trung tâm Y tế thành phố Thuận An quản lý, ngành y tế vẫn đang mượn của quỹ từ thiện trên để sử dụng bơm oxy cấp cứu cho bệnh nhân. Việc này đã giảm tải phải đấu thầu mua sắm oxy rất vất vả cho trung tâm và tiết kiệm được hàng tỷ đồng. Về việc dời trạm này, do bên trong trung tâm không còn chỗ phù hợp nên tạm thời vẫn để chỗ cũ, chờ xây dựng cơ sở mới rộng hơn